Có những người thì họ giàu, họ giàu không thể tưởng tượng được. Thì phải có phước, cái phước, cái người mà giàu quá thì phước quá nhiều đúng không? Mà phước quá nhiều họ làm sao? Hưởng phước tạo nghiệp. Một buổi ăn của họ bằng một năm người nghèo, bằng năm năm người nghèo. Ăn mặn cả bàn. Chưa nói cái chuyện mà tứ đổ tường ăn chơi nhậu nhẹt gái gú bài bạc. Phải là có phước tạo nghiệp không? Mà bây giờ không có phước thì bây giờ cơm không có ăn, áo không có mặc, nhà không có chỗ ở, đứng đường xin ăn. Mà xin ăn cũng không đủ để ăn luôn. Thì phước ít quá cũng không được. Mà phước nhiều quá thì gì? Dấp ngã. Do hưởng phước tạo nghiệp. 10 người hết 9 người là có tiền có của vật chất là sanh tật, sanh xấu xa, tạo tội ác. Bây giờ phải sao? Học lời thánh hiền, tin sâu nhân quả, có phước làm thêm phước, có phước làm thêm đức. Có phước thì in kinh nè, phóng sanh nè, làm những điều phước thiện nè, cúng chùa nè, thì gọi là có phước, nó tăng thêm phước. Và tăng thêm phước đó, nó hỗ trợ cho sự công phu để nó phát sanh ra trí tuệ thì được. Nhưng mà hiếm lắm, hiếm có con người này lắm. Họ không tin nổi nhân quả, cho nên thành ra kêu mà họ có phước mà để họ làm thêm phước, không có đâu. Họ không chịu đâu, đúng không? 10 người chỉ có 1-2 người họ tin nhân quả, căn lành ở sâu dày, họ mới có phước, họ làm thêm phước. Quý vị thấy ông Xuân Trường ở ngoài chùa Tâm Trúc, chùa Bà Đính không? Ông bỏ hơn 20.000 tỷ làm chùa Bà Đính. Làm xong rồi cuối cùng ông làm ăn chỉ là chủ thầu xây dựng thôi. Làm ăn tự nhiên giàu 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 giàu. Ông khởi niệm ông xây một cái chùa ngọc tuốt trên đỉnh núi để Đức Phật A Di Đà bằng ngọc ở trong đó 1,5 tấn, toàn bộ là đá quý để ráp. Thì trong tư tưởng ông khởi niệm đó là ông đã có phước có đức rồi. Tiếp tục ông làm hơn 20.000 tỷ cái chùa Tam Chúc nữa. 20.000 tỷ, trời ơi, mình 100 tỷ là mồi bái sái bài sai rồi. Mà 1.000 tỷ, 20.000 tỷ tự làm cho ông đi vận động. Tiền đâu vậy? Tiền từ tâm khởi niệm ra để làm cho Phật. Đó là chùa du lịch ngang. Thỉnh thoảng cũng có khó tu ngang, mà du lịch là chính ngang. Còn ông quý vị thấy ông Xuân Trường ông có kêu gọi ai không? Tự lực ông làm lên, đúng không? Bây giờ ông muốn thâu lại thì cái đó là cái chuyện của bác Xuân Trường là du lịch. Còn cái chuyện của mình là muốn thâu công đức. Về hộ niệm là công đức miễn phí. Về cộng tu là công đức. Mình thu nhặt để hồi hướng về cực lạc miễn phí. Miễn phí thì công đức mới viên mãn, đúng không ạ? Rồi họ về đây để mà họ phóng sanh. Muốn bỏ nhiều không bỏ cũng được. Thì đây gọi là công đức phóng sanh viên mãn. Nhưng mà để đi vào cái cảnh giới mà suy nghĩ để làm được chuyện này thì thực sự mình phải học các vị lão sư đi trước. Học hoài, suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, Ngài Lý Bỉnh Nam nói, Tổ sư Hồng Quang nói, các vị tiền bối nói. Nghe hoài cho đổi cái quan niệm suy nghĩ là phải so đo tính toán, đưa ra phải thâu vô. Mắc ý niệm này thì buộc phải suy nghĩ. Mà muốn suy nghĩ là phải có lời lão sư, các vị đi trước để mình học, để mình nhập tâm vô cái lý. Mà khi nhập tâm vô cái lý được rồi, mình làm cái sự, mình thấy nó có kết quả, cái nhân quả nó phản hồi, thì tiếp tục mình đi nữa thì không sai. Không sai, không sai được. Mà kêu mà không có các vị lão sư đi trước mà để mà tự mình suy nghĩ lên là mình suy nghĩ không được. Suy nghĩ không được, chắc chắn là suy nghĩ không được. Bởi vì mình là bị gì? Nó bị vọng tưởng điên đảo, phiền não, phân biệt, chấp trước, tính toán, mưu mô, hơn thua, lời lỗ mà. Học thấy người ca hơn mình bắt đầu mình gắt ghét. Khởi niệm mà xây cái chùa cho người niệm Phật vãng sanh ha, cho các cụ già neo đơn ha, cho đại chúng về tu ha, không phải bàn. Khi mình thấu được cái lý rồi là mình làm rất là vui, không phải mình ham danh. Mình hiểu được cái việc khai thác được thể tánh, tự tánh công đức lực. Mình hiểu được cái việc khai thác tự tánh công đức lực. Mà không phải một mình thầy có thể làm được, mà cần có mấy thầy hỗ trợ. Không thể tưởng tượng mình ra mình phóng sanh ở chùa Tam Chúc là mình không thể tưởng tượng nổi cái phước của ông này. Mà ông cũng từ một con người mới để ra trần truồng có một cái gì đâu. Dĩ nhiên ông có cái sứ mạng của đời trước đó. Ông nguyện xây chùa đó. Nhưng mà cái trong hiện tại này là chính. Cho nên thầy nói là cái phước của đời trước thầy không có. Sở dĩ đời này có cái cảnh hoàn cảnh này là do đời này tạo. Đời này tạo.
Quý vị cứ để ý đi, cái người có tiền mà họ đi làm phước nữa thì quý vị biết cái phước họ như thế nào. Họ đi tích đức nữa thì quý vị biết cái đức họ như thế nào. Còn mình hưởng một mình, mình hưởng một mình với hai, mình muốn lấy tiền đó để nó nhân ra tiền nữa, mà nó nhân đến lúc trong mạng mình nó hết thì thôi, xong luôn, sụp tiệm. Rồi có một cái câu gọi rằng là hưởng phước bất hạ hưởng tận. Hưởng tận thì đi ăn mày, phải đi ăn mày thôi. Đó là cái việc mà hôm nay thầy muốn chia sẻ với đại chúng, là để mình giữ vững cái niềm tin để mình tu tập.